Minh Toàn của Quỳnh Trâm xin chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Chào Ngày Mới. Thưa quý vị, Chào Ngày Mới được phát sóng vào lúc 6 giờ 30 phút đến 7 giờ hàng ngày trên kênh HTV7 của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và với chương trình ngày hôm nay, thứ sáu ngày 11 tháng 9 năm 2015 sẽ có một số nội dung đáng chú ý như sau. Đồng Nai, nước cuốn sập cầu Bà Cải, hàng trăm hộ dân bị cô lập. Hơn 1 tỷ đồng xây dựng sân chơi và nhà vệ sinh cho học sinh vùng ven tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh, giáo viên công chức ngành giáo dục có nhiều cơ hội mua nhà. Với những thông tin mà chương trình và Minh Toàn cung cấp, thì Quỳnh Trâm nghĩ rằng trong một tuần chương trình tuần lễ vàng mua sắm của Nguyễn Kim đây thì chị em phụ nữ sẽ tranh thủ thời gian để đến các cửa hàng của Nguyễn Kim mua sắm, làm mới những thiết bị gia dụng, những thiết bị trong gia đình của mình để tranh thủ được thời cơ chúng ta có được những mặt hàng tốt với giá cả phù hợp. Và thông tin tiếp theo chúng tôi gửi đến cho tất cả quý vị cũng trong lĩnh vực kinh tế. Nhiều chuyển biến trong quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ gần đây đã đặt kỳ vọng giao thương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ tiếp tục có những cơ hội lớn. Hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ ngày một nhiều hơn. Trong đó thì các doanh nghiệp của Hoa Kỳ cũng gia tăng đầu tư cho Việt Nam rõ rệt. Hôm qua ngày 10 tháng 9 năm 2015, công ty trách nhiệm hữu hạn Amway Việt Nam khánh thành nhà máy mới với mức đầu tư ban đầu trị giá 25 triệu đô la Mỹ tại khu công nghiệp Singapore 2 thuộc huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Tham dự buổi lễ khánh thành có sự góp mặt của Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương Trần Thanh Liêm và ông Stephen Andel, Chủ tịch Amway Toàn Cầu. Phát biểu tại lễ khánh thành, Thứ trưởng Trần Tuấn Anh khẳng định, nhà máy thứ hai của Amway được xây dựng tại Việt Nam thể hiện Việt Nam là một điểm đến tin cậy và ý nghĩa trong chiến lược phát triển toàn cầu của Amway, chứng tỏ thiện ý cam kết đầu tư lâu dài của Amway tại Việt Nam. Nhà máy Amway thứ hai tại Việt Nam rộng 55.000 m², với 3 dây chuyền, sẽ sản xuất các sản phẩm mang nhãn hiệu Nutrilite thuộc dòng sản phẩm bổ sung dinh dưỡng và vitamin. Sản lượng hàng năm ước đạt hơn 23 triệu sản phẩm. Dây chuyền sản xuất của Amway tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn quốc tế nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm Amway trên toàn cầu, phục vụ nhu cầu nội địa và xuất khẩu sang các nước khác. Đối với chúng tôi, Việt Nam là một thị trường đầy tiềm năng với nhiều người trẻ năng động, quan tâm đến việc khởi nghiệp, làm chủ doanh nghiệp và yêu thích sản phẩm của Amway. Chúng tôi đang xây dựng một hệ thống phân phối với đông đảo khách hàng tin dùng sản phẩm. Chúng tôi phải luôn theo sát, đảm bảo cung cấp đầy đủ số lượng hàng hóa thị trường đòi hỏi. Đó là lý do nhà máy thứ hai được xây dựng. Bên cạnh đó, mục tiêu chúng tôi hướng đến là xuất khẩu. Nhà máy thứ hai tuy mới ra đời, nhưng hy vọng dây chuyền công nghệ tiên tiến giúp Amway nhanh chóng chinh phục các thị trường Đông Nam Á. Như vậy, việc các công ty tập đoàn nước ngoài đầu tư vào Việt Nam, trong đó có cả Hoa Kỳ, sẽ tạo nên những sản phẩm có chất lượng tốt và giúp cho người tiêu dùng Việt Nam có cơ hội được tiêu dùng những sản phẩm chất lượng và đồng thời qua đó cũng góp phần phát triển nền kinh tế của Việt Nam. Thưa quý vị, trong thời gian vừa qua thì chúng ta cũng đã diễn ra chương trình xã hội hóa y tế với việc đầu tư xây dựng rất nhiều các bệnh viện, đồng thời góp phần làm giảm đi áp lực tại các bệnh viện công hay là các bệnh viện tuyến trên. Và trên lĩnh vực y tế thì chúng ta cũng ghi nhận sự hợp tác với các đối tác nước ngoài và cụ thể là tại Bệnh viện Quốc tế BKMS. Vào hôm qua đã diễn ra lễ ký kết giữa Tổng công ty BKMS IDC và Tập đoàn Philips Hà Lan trong việc cung cấp các trang thiết bị y tế.